đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào. Ông sáu em number one, number one, number one. Ra mà xem mới thấy cả một niềm vui nè. Hôm nay hai đứa mình cùng bên nhau rất đẹp đôi. Anh là chú rể hiền, còn em cô dâu rất xinh. Xem em cao đầu một tên mừng, con tre đầu lòng là một bé tre, thật là Superman đó nha nhé. Qua trời, wow, ta nó buôn bán gì mà nó ố ẩm từ sáng tới giờ. Quét cái quán mà 8-9 bận rồi mà không có một móng cắt để mua cái gì hết trơn. Ai mua cái gì chị ơi? Gì mà sáng sớm gái lượn qua lượn lại quá trời mà không mẹ nào mua gì vậy? Còn cha nào này? Ngồi gì cắt cái chảo vô. Uống cà phê mà trời ơi cái gì mà cái bàn ngồi đây mà ông gứa ông ngồi đây làm sao mà cái tay đâu móc cà phê được. Quỷ à. Còn nhóc này nữa, cắt cái bàn chân vô. Cái chân này như chân voi, chân trâu vậy á. Ngầu, đàn ông mà cứ ngầu mình để ý. Cái đường người ta đi là cái quán người ta bán mà cứ ngầu mà muốn tràn qua quán người ta luôn à. Còn bà nữa, buôn bán cái gì mà đứng tràn qua có vậy. Dẹp vô, bà mướn cái mặt bằng quán tôi mà bà đứng bà lấn riết giống như bà muốn mà bà tràn vô quán tôi vậy. Không có văn minh gì hết trơn á. Bở cái gì hả? Tôi chữ riết sao mà quán bà đông khách quá trời, quán tôi không có miếng khách nào trơn. Mẹ công nào, cái xóm này mà nó về buôn bán nha, tôi là giữ với cái xóm này luôn. Chị tính làm gì vui vẻ mà tự nhiên cười banh nhà rung cửa đến đây cả. Trời ơi, tao nói một cái câu chuyện nó vui quá trời vui luôn. Vậy hả? Kể con nghe cho con cười ké cái coi. Bây giờ mày tới trễ quá, tao không có cỡ lại cho vui được. Hơi không cười lắm. Nhưng mà không sao, miễn dì Tân vui là con vui. Hai dì Tân. Tổ cha mày. Dạ. Dì là dì tên là Tám Tân. Dạ. Con phải gọi dì là dì Tám. Mày nghĩ sao mày cứ kêu là Tân này Tân. Tưng tưng là nghe tưng tửng tưng tưng hả? Không phải. Ta tưởng tao bị khùng sao? Cái tưng ở đây là cái tưng hot. Mọi người ai cũng thích là tưng tưng tưng. Nhắc tới tưng là người ta khoái. Đó, hiểu không? Cái tưng là tưng hot. Bây giờ chỉ là dì tưng thôi. Sau này dì già đi, mọi người sẽ gọi là Father Gentleman. Vỗ tay gì mày? Thì con ủng hộ dì Tân. Tao nhảy học máu luôn mà không ai vỗ tay, có mình mày vỗ tay, mày vỗ chi cho mệt xác vậy. Mà sao cái xóm này mắc cười rồi nha. Tôi cho mấy người mướn mặt bằng để buôn bán làm ăn. Mấy người thấy tôi vui thì làm ơn mấy người phải vỗ tay lên cái chứ. Chứ đỡ làm gì tao nhảy quá trời, nhảy lùi bắn hồng luôn mà không vỗ tay nữa. Tao đơ như cây cơ à. Thôi mà không sao. Không sao, ai nói gì vậy, ai chê gì kệ người ta. Miễn sao dì Tân còn Tân là được rồi. Không mày, không mày. Dạ, dạ. Cũng mày không á, mày vô đây cái mày khơi nguồn ra. Tự nhiên cái vô nói gì là Tân này, Tân nọ. Cái tao phải nhảy lên, bởi vậy hả, mệt xác muốn chết luôn à. Quỷ mè đâu không. Thì có người không thích dì Tân, không mới ủng hộ kêu dì Tân ấy đó. Tân. Gì? Ôi trời thôi. Sao mày? Sáng giờ tao buôn bán ế ẩm quá trời quá đất nè. Còn không có ai ăn cái gì mà nghĩ sao mua. Mày có ăn thì mày ăn đi, mày ăn. Mày không ăn đổ cho chó nó ăn, đóng cái cửa cài cái then, tắt cái đèn đi ngu. Thì trước khi đi ngủ tự nhiên sao đây? Tao không bao giờ tao mua vé số nghe chưa? Sao kỳ vậy? Tao ghét nhất mấy cái thằng mà bán vé số mà ngừ tròn trịa như con heo sữa à. Người ta bán vé số người ta phải xanh xao vàng giọt, ta gầy còm đen nhẽm. Còn mày vừa trắng vừa tròn, tao nói nhìn mày như cái ổ bánh trôi nước vậy đó. Ai mà mua cho mày? Không có đâu, phải trắng trẻo dễ thương vậy mới hú hút người ta chứ. Hot boy. Tao không thấy hả? Hot boy kẹo kéo thì bây giờ mới có hot boy bán vé số. Là con. Thôi mẹ ơi,
mày hot cỡ nào tao cũng có mua mày ơi, tao không có rảnh mua đâu ha. Tân không mua. Tám không mua. Tám dễ thương mua liền hả? Bởi vì thằng này nó biết tôi là mơ cái chữ tám ngọt ngào, cái là nó dụ tôi, cái tôi mua liền à. Lúc ra cho gì một cọc với số? Một cọc lứt vô mảnh lứt nở. Này quá trời nhiều dữ vậy hả? Dạ. Cho dì mua một tờ đi con. Cái gì có một tờ vậy? Lúc nãy cậu mà mua gì có một tờ vậy? Mày nghĩ đi, từ sáng giờ gì đâu có buôn bán gì được đâu con. Ớ muốn chết luôn. Ớ quá trời, giờ mua cho mày một tờ là mừng lắm rồi. Bây giờ mày có bán không? Ờ rồi rồi rồi, có còn hơn không? 10 ngàn. Chiều đi, 4 giờ nó sổ trúng thì tao trả tiền cho. Trời ơi, 10 ngàn bạc mà hẹn đi hẹn lại 4 giờ chiều mới là trả tiền người ta. Chán sợ gì, bà ế chết bà luôn. Chỉ đi, làm nó luôn đi, chơi nó luôn đi. Trái trời như sao hả, chung quá buôn bán ế. Ờ, ráng đi nha. Lấy chai nước ngọt trừ. Trời ơi, trời ơi, thằng quỷ thứ. Mày lấy cái chai nước ngọt là tao lỗ luôn 9 ngàn đó mày. Tao cầu cho cái thứ mày nghe, cái quỷ dịch của mày nha. Mày ra mày uống hết chai nước ngọt đi đi. Mày lăn ra ngoài đường mà người nào mua của mày một tờ giấy số tao con mày á. Đồ cái thứ âm binh, đồ cái thứ cô hồn, hột dịch lộn, hột dưa, hột é, hột hột me, hột gì đó tôi không nhớ nữa. Quỷ ghê vậy đó. Ai gọi tôi đây? Con gái tôi gọi. Alo, mé đây con ơi. Má, nhớ tuần sau lên Sài Gòn đám cưới con nha. Thôi mẹ ơi, nhớ rồi, nhắc hoài hà. Nhắc riết làm tôi nôn nao muốn chết luôn vậy đó. Hôm đó má là quan trọng nhất đó, nhớ ăn mặc thật đẹp để lên sân khấu làm lễ cho con nữa đó. Má nhớ rào, hôm nay má sẽ đi sửa soạn, má mua quần áo má mặc sao mà đẹp lộng lẫy như một cái bẫy. Kẻ đời người có lần mà con. Ủa là sao, cái này đám cưới con mà. Đám cưới con là chuyện của con ra, cái này là chuyện của má mà. Con nên nhớ là cả cuộc đời má, má chưa lần nào có một cái đám cưới. Bởi vì má phải mặc đồ làm sao mà má phải đẹp hơn con, má chặt chém con chứ. Mà ủa mày sao mày ngộ ghê vậy, mày con nuôi má mà mày giống như má của má vậy đó. Má thôi vậy nha. Má bê. Má tiếc nuối chi cho đeo lèo nheo. Má ơi. Má alo. Trời ơi, đám cưới con tu rầu mừng quá. Buôn bán ế ẩm quá, từ sáng giờ không ai mua cái gì hết trơn đây. Từng ơi, Từng ơi, Từng Từng ơi. Má, má, trời ơi, dạ, con lại dông cô hồn. Nãy là con cũng con chữ cái thằng âm binh kia thôi, cho con đâu có nghĩ mà vừa chữ xong có nguyên một dông cô xuất hiện. Thôi cô đừng hiện về đây để cho con buôn bán. Con ơi, dạ, cô ơi, cô kia con xin cô. Dông nào mà dạ? Chứ cô là ai vậy? Nhớ tôi lên nè. Bà hả lớn? Trời lớn nè. Trời ơi hú hồn à, con đang dọn hàng má ơi. Làm cái gì vậy? Dọn thì dọn đi, làm cái gì mặt bà méo xẹo vậy hả? Con đang vui lắm mà tôi nhìn cái mặt bà tôi mới méo vậy đó. Bà làm cái gì mà tướng bà lớn thấy ghê, bà đứng ra đợi tôi chút coi. Cha nào? Uống cà phê mà uống từ sáng tới trưa bây giờ mà vẫn còn chưa chịu đi nữa à? Đưa cái ghế cho mụ già này ngồi cái câu. Trời ơi là trời, ngồi đi má ơi. Trời ơi công nhận, bà bán hàng mà bà chửi khách hàng vậy luôn hả? Khách của người ta là phải khách tôi đâu, tôi muốn chửi ai kệ tôi. Trời ơi, trời ơi, bà dễ sợ ngồi quá. Đi nằm đi má ơi, tôi nhìn bà thấy đuối quá rồi đó. Tôi mệt lắm nè. Nè tôi dặn bà nha. Sao? Mai mốt đó, cửa tiệm người ta có khai trương á, bà làm ơn bà đừng có giác cái xác bà lại. Ủa tại sao vậy bà Tân? Tại vì cái tướng bà lớp tới là người ta đã thấy không không vui rồi ha. Rồi thêm cái bản mặt bà nữa, trời ơi, tao nói bà như con ma chổng chết trâu vậy đó. Cái mặt bà nó gớm ghiếc mà nó phờ phạt. Nguyên cái bản mặt bà tôi chấm có mỗi một cái cặp chân mày luôn là được nhất thôi. Trời ơi tôi khổ tâm lắm, tôi khổ tâm lắm bà Tân ơi. Tôi ăn không có được, tôi ngủ không có yên, tôi mất ngủ nên nhan sắc của tôi mới như vậy nè bà Tân. Ủa mà chuyện gì mà sao mất ngủ hoài vậy bà? Tôi khổ tâm lắm nè. Trời ơi, cái gì vậy trời? Bà đừng nói tôi bà lấy chồng nha má. Trời ơi, trời ơi. Bà Tân, tôi tên gì? Bà tên Hai Lớt. Tôi chỉ lớt và chờ chết thôi. Bà nghĩ làm sao mà tôi có sức để tôi lấy chồng vậy bà? Chứ gì chứ bà đưa cái thiệp này của ai? Bà nhìn kỹ tên đi rồi nói chuyện. Bà làm tôi hết hồn mà. Trời run rẩy quá. Hả? Cái gì? Con trai bà
mà có vợ nữa hả? Khổ tâm lắm bà ơi. Năm mà chơi tao mấy đáng chơi liên khúc luôn vậy má. Khổ tâm lắm luôn đó bà. Bởi vì tôi ăn không ngon, tôi ngủ không có yên đó bà. Bà biết sao, cứ mỗi lần mà tôi cưới vợ về cho thằng con tôi đó, được có một tháng trời là con vợ nó cuốn gói đi rồi. Cái kệ đơn đi vậy á, từ đầu năm tới giờ nó 4 cái đám cưới rồi đó. Tôi khổ tâm. Thôi bà đừng có khổ tâm gì, cái gì cũng có số hết trơn rồi. Ông bà người ta nói á, là con gái hưởng đức cha, con trai hưởng đức mẹ. Bà chắc ăn ở cũng ít ác lắm, bởi vì nó mới lấy vợ hoài đó. Gì vậy, tôi nói không đúng sao mà làm gì mà bà dãy đành đạch như con trùng chỉ vậy bà. Bà biết tôi khổ tâm lắm không mà bà còn thấy vô cái nỗi đau của tôi nữa bà. Trời đất ơi. Coi như là thôi bà ơi, bà đừng có buồn gì hết trơn á. Tôi nói bà nghe. Sao? Đám cưới kỳ này là cái đám thứ tư rồi phải không? Đúng rồi. Tôi biết là hết năm nay cái đám cưới con bà, là năm sau bà có cái đám nữa đó. Ủa đám gì vậy bà? Đám ma bà đó má. Bà nghĩ đi, bà cưới bà biết rồi bà mạt luôn rồi, tiền đâu nữa, rồi bà chết luôn chứ làm sao. Thôi đừng có nói vậy mà. Không rài ăn không ngon, ngủ không yên đó. Giờ vậy nè, đám cưới đó. Thôi bà ráng sắp xếp đi giùm tôi nghe. Chứ hàng xóm láng giềng mà. Không nấu gì nấu. Tình làng nghĩa xóm mà đám cưới con bà chẳng lẽ tôi không đi. Nhưng mà bữa giờ nó cưới nhiều quá, tôi tốn kém lắm mà biết không. Tôi biết rồi, hay thôi bây giờ bà đi đi, bà đi ít cũng được, không sao hết. Giờ bà đi ít là bà muốn đi nhiêu? Thì mười mấy hai ba triệu. Trời ơi, cái gì vậy má? Cái gì mà đi mười mấy hai ba triệu, tiền đâu mà đi. Tôi đang tính kỳ này tôi đi giặt chắc thôi nè, tôi cho mấy chai nước ngọt với bịch kẹo với bịch xà bông được không? Đừng đi giặt chất. Ủa sao vậy? Tiền bạc nó vẫn vui hơn. À vậy hả? Ít cũng được, không sao hết. Ít là nhiêu? Thì đại khái là mười mấy hai ba trăm á. Mười mấy hai ba trăm hả? Thôi bà bỏ đi, tôi không có hứa đâu à nha. Đi đi bà ơi, bà Tân ơi. Bà Tân. Tôi nói là tôi không có hứa à. Thôi đám cưới con tôi có bà Tân, bà vô bà quậy Tân cái đám cưới của tôi mới vui. Tôi không có hứa đâu à nha. Bà Tân, tôi khổ tâm quá à. Còn trong đám cưới á, có bà quậy Tân rồi mới vui bà Tân. Thao. Đây khi nào mà tới cái đám ma của bà đi rồi tôi xuất hiện liền à. Trời ơi, tôi lớn mà tôi chưa có chết mà. Đi nè Tân. Tân ơi bà Tân, bà đi giùm tôi cái đi bà Tân ơi, bà Tân. Thôi, tôi ghê quá. Thôi bây giờ bà ở nhà, bà làm ơn bà ngó cái tiệm tôi giùm chút đi ha. Rồi cái tôi đi á, tôi mua đồ cái rồi về tôi tính lại cho bà. Thôi nhớ đi nha. Ui chưa biết nữa à. Thôi quyết định vậy đi nha bà Tân. Rau đó. Bà Tân ơi bà Tân. Trời ơi xin năn nỉ rồi bà Tân. Rồi bà vô bà quậy Tân. Bà Tân ơi bà Tân. Từ thật từ ngày xuân qua lé khoe màu từ muôn xét quỳ hoàng tô thém cho ngày vui mừng tăng hôn chúc chú rể mau tôi chúc cô dâu hiền nên máu duyên trào keo cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh bên chú rỡ hiền xinh lứa lại vừa đau quen duyên hai họ chúc mừng cho đâu vợ chồng thương mến ôi vui quá xe bè con ơi nhà trai thì hèn hái bên gái có kiếm gì đâu ngày xuân ta hát câu bồ lâu ta hát khúc sùm dậy cho ngất ngày đầu mây bè hai bè nấu giờ thầy tem tôi tính em này tôi cứ luôn cho thèn xeo anh tính cho rầu tôi với anh đi làm xui luôn ông xui đang nấu với bè xui dâu vớ rễ hiền xinh lứa thiệt là vừa đau nghề nê xum họp đầu đèn ao thâu họ hàng ta vui quét xe là vui trem nem duyên tình vững bền thương nhau tròn đời chung xích xe nghề mê tương lê chung hoa một hướng đời cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời cho nhau duyên mèn hương nồng cho nhau nụ hồng bầu tính nguyên phao con cưng đầu leo leo một bé
quét trai thật là ngoan. Bà ơi, bà tỉnh dậy đi bà. Bà ơi, bà không tỉnh luôn. Bà từng quá mà, phải làm gì tan nát đám cưới của con cháu tôi rồi. Mệt quá luôn á. Để tao nhấn cái này coi bà, chắc bà uống nước nhiều quá, nhấn coi. Không tỉnh. Bây giờ chỉ còn một cách là hô hấp nhân tạo thôi. Thì chắc tao phải hy sinh quá. Mà tao lúc tao hô hấp nhân tạo, tụi bay đừng có nhìn tao nha. Tao mắc cỡ lắm á. Có nhà khác đi. Trời ơi. Còn gì khuôn mặt đẹp trai của tôi nữa. Muốn quất vô cái mặt cái phạch kìa. Chết. Bà xin lỗi. Bà tỉnh rồi, bà tỉnh rồi. Bà xin lỗi con. Tại vì bà đuối quá, mắt bà mờ rồi, bà không có thấy đường. Hả? Bà xin lỗi con, ngang bà đã hắt xì vô cái mặt của con. Bà ơi, bà nhiêu tuổi rồi mà bà kêu tôi bằng con? Bà năm nay 56 tuổi rồi. Chà, già quá ha. Vậy con năm nay nhiêu tuổi vậy? Xin lỗi, con lớn hơn bà 4 tuổi. Là con nhiêu? 60 đó. Quỷ nè. Trời wow là trời. Thấy người ta gái đẹp còn nguyên cái tính dơ thẻ màu bắt bóng người ta hả? Trời đất, cái gì vậy? Nãy giờ tụi bay chứng kiến tao cứu bả phải không? Thôi bây giờ lấy ơn đã quán nữa à. Tôi cứu đó. Quá ra là nãy giờ anh là người cứu em hả? Tôi là người can đảm nhất số này á. Anh cứu em thiệt hả? Cảm ơn ân nhân của đời em. Cảm ơn nạn nhân của đời anh. Ê, thôi. Trời ơi, cái gì vậy dì Tưng? Con chưa có làm xong mà dì Tưng cứ soi kiến hoài vậy. Trời ơi, mày trang điểm cho gì hay là mày đánh giọng trong mặt gì vậy? Tại dì Tưng không đó, người ta make up cho mà cứ nhúc nhích hoài, làm sao người ta làm cho được. Giận nó khỏi làm, như mệt ghê vậy đó. Không, đừng có giận gì được ơn, xin lão mà. Tôi là tôi ghét cái tên Đực lắm đó nha. Ủa sao vậy? Cái tên Đực là cái tên chứng minh nhân dân của tôi thôi. Nhà cha sanh mẹ đẻ ra là có cái tên Đực, đồng ý là vậy. Nhưng mà bây giờ tôi đổi tên rồi. Ủa đổi tên gì vậy? BB. Tên đẹp quá. Đẹp sống đẹp. BB. Ngồi yên đi cho con làm cái coi. Ủa mà tên con đẹp lắm, hay sao mà dì Tưng cười vậy? Không phải, tên con đâu có đâu đẹp mà dì cười. Tại sao dì Tưng cười? Cái mắt cười ở đây là dì nôn nao chờ đợi cái cảnh lát nữa bạn trai dì lần đầu tiên đưa dì đi chơi. Cái gì? Dì Tưng có bạn trai rồi hả dì Tưng? Dì Tưng nhìn cái mặt dì Tưng trong kiến nè. Dì Tưng năm nay được nhiêu tuổi rồi? Dì 56 tuổi. 56 tuổi rồi đó hả? Trời, dì Tưng biết dì Tưng già lắm rồi hôn, nghĩ sao có bạn trai. Thì coi như cả đời tao ớ, giờ tao mới có bạn trai thì có nghĩa là tao vui, lần đầu tiên tao có thì tao vui. Thì ghê quá hả? Mệt ghê vậy đó, nghĩ sao vậy trời? Trời xin ngồi vậy ta, thằng này tự nhiên cái tôi nói tôi có bạn trai làm như nó không vui sao trời? Không vui là đúng rồi, không có tin, không có tin được, hiểu không? Không tin được thôi, ráng làm đi để dì còn đi cho nó kịp giờ rước dâu nữa con ơi. Gì? Rước dâu hả? À, giờ này tối thui rồi. Rước dâu ai? Rước dâu hả? Con gái gì á? Mà chừng nào? Tuần sau. Tuần sau mới đón dâu hả? Ừ. Dì Tưng nói dì Tưng nghe nha. Để con làm cho dì Tưng một cái mặt nạ. Rồi sau đó là tới bữa đó dì Tưng đi đón dâu á, dì Tưng lấy cái mặt nạ đó đắp vô cái mặt thôi, khỏi làm mặt lại. Nghĩ sao vậy trời? Một tuần sau mới đi đón dâu mà nghĩ sao bây giờ là mặt hả? Tại vì chọc gan con hả? Con đừng có làm gì sợ. Tại vì cái này là một công đôi việc,
sẵn là tuần sau là đám cưới con gì mà tối nay là bạn trai gì đón gì đi chơi, nên gì làm mặt luôn thế để sử dụng Tần luôn có được không? Con nói dì Tân nghe nha, nha. Con sợ dì Tân lắm luôn đó. Con đã dẹo rồi mà dì Tân còn dẹo hơn con đó. Con phải sợ gì chứ sao dì Tân? Ủa vậy hả? Con dì xin lỗi con nha. Thôi bây giờ nè, con làm ơn con dặn cái mặt gì cho nó kỹ kỹ chút nha, để che mấy cái lỗ chân lông với mấy cái nếp nhăn đi, chứ đỡ gì mà tự chụp hình gì up lên Facebook con ngang, fan nó vô cái nó phát hiện lỗ chân lông với nếp nhăn, cái nó vô nó ném đá gì gì nhục lắm. Trời dì Tân, dì cũng có fan đấy hả? À, thì cũng có chứ sao không có. Được bao nhiêu like? Được cũng like à. Trời nhiều quá. Trời, có còn hơn không? Mệt ghê vậy đó, yên tâm đi. Hồi nãy giờ là coi như con lắp coi như là cái ký phấn ở trên mặt của dì Tân rồi, hiểu không? Rồi đó, dì Tân nhìn đi nè, nhìn kìa. Hèn gì, nãy đó. Giờ cái mặt dì gục xuống cho đâu có tất cả các nếp nhăn là coi như đều phủ lấp bằng phấn hết rồi, yên tâm ha. Không mà không được đâu con ơi. Sao không được nữa? Cái mặt này dì thấy nó nhạt nhòe lắm, nó không có rõ ràng. Trời ơi, vẫn chưa chịu nữa hả? Con đánh cái mặt dì làm sao mà nó phải khấu cái màu lên, mà ít nhất cái màu nó phải nổi như cái áo dì nè. Trời. Không là cái cũng ít nhất nó đẹp như cái móng tay dì nè. Ghê vậy. Đó. Còn nếu mà tệ quá thì cũng y chang cái màu quần của con á, thì nó lên cái mặt nó mới đẹp con ơi. Trời, dì vẫn chưa chịu nữa hả dì Tân? Chưa chịu, chưa chịu. Rồi yên tâm đi, qua cái bàn tay phù phép của con là dì Tân cứ yên tâm nghe. Rồi. Đợi con tí xíu nè. Con mà vẽ đẹp mặt dì là dì bo cho con liền. Yên tâm, nhắm mắt lại. Quá trời quá. Cha mẹ ơi, cuộc đời của tôi từ nhỏ tới lớn tới giờ, cha mẹ tôi sinh ra mà tôi không biết tôi đẹp. Đến ngày hôm nay tôi già rồi tôi mới biết là tôi là một người phụ nữ đẹp rạng ngời mà không cháu loát. Thôi đi dì Tân, bà này phải vô ơn dễ sợ. Bà vô ơn thấy ghê ghê không? Trời, qua bàn tay phù phép của tôi mà phải nói trời trời, cha mẹ bà thấy ghê trời. Dì vẫn chơi vậy thôi chứ. Công nhận nha, con trang điểm đẹp ghê. Đẹp không? Màu nào nó ra màu đó. Để dì trả tiền cho con nè. Dạ, cảm ơn dì Tân. Dạ, để con thối tiền. Không, Thảo Thấu. Dạ. Làm mặt đẹp quá rồi, dì bo cho con. Cảm ơn dì Tân. Bây giờ thì con sẽ ra. Dì đẹp rồi. Dì không thích ai đứng gần dì nữa. Dì nực, dì bực, dì gãy nền son phấn. Con gái gì gọi cho gì đây? Hello. Má ơi, nhớ tuần sau lên Sài Gòn đám cưới con nha. Thôi mẹ ơi, mày khùng quá mẹ ơi. Cái gì mà mày nhắc má hoài, một ngày mày gọi 3-4 cuộc à. Mày làm cái gì mày nôn nao cái đám cưới dữ rồi trời. Với lại lần này má lên dự đám cưới, rỡ luôn trên Sài Gòn, con sẽ lo cho má. Không. Thôi giờ tụi con lo cuộc sống của con đi, má có người lo rồi. Ủa, vậy là sao? Bây giờ con tự lo cái đám cưới của con. Má, má ơi, má là sao? Còn má tự lo đám cưới của má. Má nha. Má. 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 Má ơi. Má, alo. Trời trời, đúng là cái bà Tân thì. Quá trời quá. Quá trời, cái gì mà xe nó đẹp dữ vậy trời. Xe anh lúc nào cũng đẹp. Xe đẹp quá. Ngừ xấu quá. Ê, nãy giờ làm gì đâu mà lâu quá vậy? Anh đợi em lâu lắm hả? Ừ. Tại con gái em á, nó cứ điện thoại nó hấu em ba cái vụ mà đi lên Sài Gòn ăn đám cưới hoài á. Lên Sài Gòn? Dạ. Đi ngay bây giờ luôn. Trời, sao được anh? Sao vậy? Giờ trời phía rào. Mình đi lên Sài Gòn à, cả trăm xe cây số cho chết rồi trời. Anh là dân phượt mà. Ủa dân phượt là dân gì vậy? Du lịch bụi sáng đêm. Trời ơi, ý anh nói anh là bụi đời hả? Nhưng mà nó nghe nè. Vậy? Xe màu xanh lá cây đẹp nè. Ờ, nón xanh lá cây đẹp nè. Đây một cái nữa nè. Đó, cũng đẹp luôn nè. Bộ đồ đỏ thay gốm. Đừng lo. Trời ơi, tự nhiên cái đi xe mô tô mà quất nguyên cái áo bà ba. Trời ơi, nhìn. Như vậy đó, người ta mới nể mình. Ta nhìn mình, ta thấy mới nể mình. À. Không sao, sáng nay là thấy anh lột da liền. Lên Sài Gòn là chơi đồ mới liên luôn. Lên xe. Anh thấy em có đẹp không? Quá đẹp nè, đủ nón vô được, đẹp được không? Đó, 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 phải đủ nón đàng hoàng. Mình dân chơi mà ha. Rồi, leo lên xe. Dân chơi là không có sợ mưa râu ha. Anh đợi em chút xí nha. Để em bò lên. Nhẹ nhẹ nha. Anh, dạ. Anh yếu lắm, chống không nổi nha. Quá trời. Quá trời quá. Rồi chưa, rồi chưa, rồi chưa. Chuẩn bị tinh thần nha. Ôm chặt đi, ôm chặt nha. Dạ, chặt rồi.
chưa, dũng chưa? Thật từ ngày xuân qua lé khoe màu từ muôn xét quỳ quèn tô thêm cho ngày vui mừng tăng hôn chúc chú rờ mau tu chúc cô dâu hiền nên máu duyên trầu keo cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh bên chú rỡ hiền xinh lứa thiệt là vừa đau quen duyên ai họ chúc mừng cho đau vợ chồng thương mốt nheo dài câu bồ lau tay hét khúc sùm dậy cho ngắt ngay trầu mây bè he bè nâu giờ thầy tem tu tính em này tu cứ luôn cho thèn xeo anh tính cho rau tu với anh đi lem xui luôn ông xui đang nấu với bè xui dâu với rể hiền xứng lứa thiệt là vừa đôi đó nghe nghề nê sum họp à đâu đèn ao thâu à họ hàng ta vui quét xe là dưng bền thương nghèo tròn đau chung sức sẽ nghe mê tương lê chung à một hướng đầu cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời cho nhau duyên mèn à hương à nồng à cho nhau à nụ hàm còn tinh nguyên à phao phao xén nem cho đầu một tin mừng con cưng đầu leo làm một bé tre thật là ngoan xén nem cho đầu một tin mừng con tre đầu lòng là một bé tre thật là Superman đó nghe nhé. Quá cao wow, vậy là hôm nay con ghé tôi nó được lấy chồng rầu vui quá. Lẽ trời hôm nay anh xui anh rước tôi đi luôn đi. Cái đỡ má nó nằm cô đơn một mình má nó buồn lắm anh xui ông. Nếu như muốn cho các con chọn một người, các con sẽ chọn ai mà các con cho là quan trọng nhất? Má là quan trọng nhất, đúng không anh? Dạ dạ. Út nào trên Sài Gòn cứ nhắc tới má hoài à. Ông má mẹ gì mày ơi? Chưa có cứ mà bị đặt má tào leo không à. Thì con gọi trước cho nó quen mà. Quen cái gì? Tôi là tôi đang còn thử thách anh á. Chừng là tới ngày cứ tới nơi tôi đổi ý tôi không cho cứ khỏi má gì mẹ luôn à. Thôi mà má. Mà con nói thiệt này má. Má từng tuổi này rồi á. Mà má tìm được người tốt thì con mừng cho má. Chỉ sợ họ không đàng hoàng. Họ vô đây họ lừa đảo này nọ. Con lo lắm tí ơi. Hôm trước á tí bán một công đất. Tí mua chiếc mô tô. Anh em thì con muốn xỉu luôn. Rồi bây giờ tí lên hương. Chắc nghi tí lên mây luôn á tí ơi. Tụi bay không biết gì hết. Cái chuyện chiếc mô tô là cái niềm đam mê. Tụi bay không đi phượt, tụi bay không biết. Cái này là cái khác. Cái này phải gọi là số phận, tụi con có hiểu không? Tía hai má rồi cuối cùng cũng phải xa các con mà thôi. Con cái của ta rầu nó cũng sẽ bỏ ta để đi lo cho cái gia đình riêng của nó. Duy nhất ta chỉ có một người bạn. Đồng ý. Cùng ta đồng cam cộng khổ. Không bao giờ lìa xa ta. Thì đó mới thực sự là người bạn quan trọng nhất. À con biết rồi. Đó chính là bạn đời. Để Trần Văn thầy sáu, con có đồng ý lấy cô dâu Nguyễn Thị Tám Tưng làm vợ hợp pháp của con không? Dạ,
Dạ. Dạ. Giờ sao rồi Trần ơi, coi như đời tôi ở giá nữa hả Trần? Chú rể Trần Văn Thầy Sáu, con có đồng ý lấy cô dâu Nguyễn Thị Tám Tân làm vợ hợp pháp của con không? Dạ con đồng ý, đồng ý, đồng ý. Chúc mừng sức khỏe. Dạ thưa cha. Cô dâu Nguyễn Thị Tám Tân, con có đồng ý lấy chú rể Trần Văn Thầy Sáu làm chồng hợp pháp của con không? Đồng ý không? Chị Tấn, chị Tấn nói đi. Trời đất ơi. Đồng ý không? Chị Tấn, sao không trả lời ta? Nói đi em. Chết rồi trời. Chị Tấn, thông báo với mọi người, cô dâu đã ngủ rồi. Khi nào cô dâu thức dậy, chúng ta tiếp tục làm lễ. Tội nghiệp nàng quá, chắc lo nhiều lắm nên chìm vào một giấc ngủ sâu như vậy. Nàng ta thích. Quá trời quá anh. Nãy giờ làm lỡ xong chưa? Nếu làm lỡ xong rồi mình đi về mình động phòng đi anh ơi. Chưa có làm lễ mà động phòng cái gì? Cái gì hả? Nãy giờ em ngủ sâu lắm luôn. Em ngủ dữ lắm luôn. Trời ơi, bệnh người già anh ơi. Hèn gì tự nhiên em, trong cái lúc nãy em ngủ nha, em mơ một giấc mơ rất là kỳ lạ luôn. Thấy gì? Em mơ sau khi mà hai tụi mình vừa cưới nhau xong á, em có chữa, em đẻ cho anh một bầy con luôn. Đồ già gì mà đẻ quá trời quá đất luôn. Thôi, đừng có cưới, đẻ cái gì. Cái gì hả? Nãy giờ em ngủ, bà con ta ngủ hết trơn cái trọi á. Hả? Cái gì? Trời ơi. Đứa cháu mình nó ngủ dài. Trời ơi, bà con ngủ hết trơn hả? Trời ơi, bà con dậy giùm làm lễ bà chấm cứng với bà con ơi. Bà con. Trời ơi. Thằng quỷ ba đơ nó ngủ cái mặt nó thấy cưng ông ơi. Nó ngủ mà cái tay nó để trên mặt, nhìn cái mặt nó giống như là con búp bê mà bị sữa vậy đó. Đừng ao vậy mày ơi. Trời, ai kêu tên tục tôi vậy trời. Dì xin lỗi con cháu nha. Thật ra là thông cảm là đây là dì già cả rồi, nên bị cái bệnh là đứng đâu là ngủ đó. À, nhiều lúc mà đạt đứng nghĩ cái gì cũng ngủ luôn. Cô dâu Nguyễn Thị Tám Tân, dạ. Con có đồng ý lấy chú rể Trần Văn Thầy Sáu làm chồng hợp pháp của con không? Dạ con đồng ý. Là Superman đó ngài nhé. Và em sẽ là người đàn ông màu đỏ rồi. Nhìn cái màu tôi biết cái mùi rồi. Tại sao bàn tay là có tới 5 ngón? Anh là dân phượt quá. Ngày hôm nay mình sẽ trở thành một gã phi công bất đắc dĩ. Để coi á.